Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 5, lực lượng chức năng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển đã dẫn dải tàu BT-99900TS về tới cảng Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, tàu này chở khoảng 150.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát biển phát hiện bắt giữ. Trong lúc tuần tra tại khu vực biển cách Tây Nam Bãi Quế Đường khoảng 20 hải lý, Tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện tàu BT-99900TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên do ông Võ Văn Tiến, trú tại tỉnh Tiền Giang, làm thuyền trưởng. Theo lời khai của ông Tiến, tàu đang vận chuyển khoảng 150.000 lít dầu DO, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp hàng hóa. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.